Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Làm Lành TV. Hãy cùng cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Tóm lại, đây là tài khoản riêng của mình thích đóng hay mở, thích nhận hay không nhận là việc của mình chả đi làm thuê làm mướn cho ai, mình chỉ rảnh quá đi làm không công bao đồng giùm thiên hạ. Nếu như thích thông báo đóng mở lúc nào chính là quyền của mình thích như vậy đó có được không? Ý kiến thì lên phường đi, chứ vô bay của mình soi mói, nói xấu từ ngày này qua ngày nọ, không mê đà. Mình thấy em nào tào lao trồi lên bay của mình là mình khóa mõm hết, nhé, hi hi. Đó là bình luận mới nhất của Thủy Tiên sau khi cô đã công bố thời gian đóng mở tài khoản cứu trợ miền Trung của mình và vấp phải rất nhiều ý kiến tiêu cực từ các anti-fan. Trước đó cô tâm sự, mình đã lén lút công vinh làm một chuyện, bây giờ mới dám kể. Hôm trước, lúc Tiên đóng tài khoản ngân hàng chỉ nghĩ đơn giản là mình đóng tài khoản thì ai chuyển vào sẽ được ngân hàng tự động trả về nơi gửi, nên cũng không thông báo đóng, do một phần quá bận vì khối lượng công việc nhiều. Nhưng hôm qua, Tiên đã nhận được thông tin từ trợ lý là nhiều kiều bào quyên góp cho một người đại diện ở Việt Nam gửi tiền vào tài khoản của Thủy Tiên, không thể nào xác minh được là gửi được hay trả về, nên Tiên đã xin thông tin ngày giờ đóng mở tài khoản có xác nhận của ngân hàng để mọi người thuận tiện cho việc kiểm tra thời gian gửi nhé ạ. Như thông tin, trong ngày 28 tháng 10, anh Vinh đã bắt Tiên đóng tài khoản, nên Tiên có gọi điện cho ngân hàng đóng tài khoản đợt 1. Tuy nhiên, sau khi Tiên đóng tài khoản thì nhận được thông tin, thêm một số tỉnh miền Trung gặp bão nặng và một vài tỉnh khác chưa lụt cũng đã bị lụt, nên Tiên nóng ruột và lén anh Vinh mở tài khoản. Vì lo không đủ tiền để giúp đỡ, có đến 7 tỉnh thay vì 4 đến 5 tỉnh như ban đầu Tiên. Tuy nhiên sau đó Tiên lại bị anh Vinh phát hiện và lúc này bị anh Vinh nạt quá nên Tiên đã phải đóng lại tài khoản trong đợt 2 vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 2 tháng 11 năm 2020. Vậy nên những chuyển khoản sau ngày 28 tháng 10 năm 2020 sẽ không hoàn thành lệnh chuyển được trong khoảng thời gian 12 giờ 20 phút ngày 30 tháng 10 năm 2020 cho đến 15 giờ 15 phút ngày 2 tháng 11 năm 2020. Mọi người có thể dựa vào khoảng thời gian này để check xem mình đã chuyển được hay là chưa được, có thể liên lạc ngân hàng hoặc là kiểm tra lại lệnh chuyển. Xin lỗi vì sự bất tiện này, hơn một tháng rưỡi ròng rã dự án miền Trung đang ở giai đoạn cuối cùng rồi ạ. Tuần sau là có thể sao kê toàn bộ số tiền thực nhận từ xác nhận của ngân hàng, giải trình minh bạch chi tiết cho mọi người đóng góp, theo dõi như ban đầu đã hứa. Cảm ơn các bạn đã đóng góp và luôn luôn ở bên cạnh Thủy Tiên. Đó là động lực vô cùng to lớn để Tiên cố gắng thật nhiều. Trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều bình luận hoài nghi về tính minh bạch của Thủy Tiên trong đợt cứu trợ vừa qua. Cụ thể có một khán giả bình luận: chị ơi, chị nhận tiền của Mạnh Thường Quân đi ủng hộ để được tiếng thơm trên tiền của người khác. Phiền chị chụp rõ sao kê tổng số tiền 150 tỷ chị đã nhận được. Sau đó hỗ trợ hết bao nhiêu, chị đừng nói chuyện mập mờ như vậy. Mong chị kê khai cụ thể, tránh để thiên hạ bảo rằng chị ăn chặn mà mang tiếng chị lắm. Tiền bạc phân minh nha chị, đừng dùng lời lẽ cho qua. 150 tỷ chứ không phải là 150 triệu, nó khác xa lắm. Trước ý kiến này, Thủy Tiên liền trả lời: hay là lần tới em cùng chị đi một tuần cho biết, cho em cầm tiền để phát. Chị chỉ giám sát thôi để thấy rằng thơm hay là không thơm. Em đi không? Chị mua vé cho em đi cùng với chị. Cho chị chứng minh nhân dân để chị mua vé cho em nhé. Về lý do đóng tài khoản miền Trung, Thủy Tiên cho hay, do đợt rồi áp lực dư luận khó khăn, anh Vinh la quá, bắt Tiên phải đóng tài khoản ngay ở lúc miền Trung, nên bây giờ mình không còn đủ sức để giúp được nhiều người dân nữa. Còn đến 3 tỉnh thành nữa nên tiền hỗ trợ của mỗi người sẽ được ít hơn, số người được giúp sẽ ít hơn, chưa kể tiền xây dựng cầu đường, nhà tránh lũ bão. Cùng với đó thì mới đây nhất, FC đã minh oan cho Thủy Tiên khi bị tố, vẫn nhận gần 200 triệu đồng tiền từ thiện dù đã đóng tài khoản quyên góp. Tin này cực kỳ nóng hổi và sốt dẻo. Trên Facebook chính thức của FC Thủy Tiên vừa đăng tải một bài viết rất dài để minh oan cho nữ ca sĩ sau khi có những cá nhân trong nhóm anti-fan tố Thủy Tiên ăn chặn gần 200 triệu đồng tiền quyên góp hướng về miền Trung. Cụ thể, FC của Thủy Tiên cung cấp thông tin rằng nữ ca sĩ đã đóng tài khoản nhận quyên góp từ các Mạnh Thường Quân vào ngày 29 tháng 10 năm 2020, ngay trong đợt cứu trợ lần thứ hai. Chính vì vậy, đa số các giao dịch chuyển khoản sau ngày này đều không thành công và được ngân hàng chuyển khoản trả lại sau đó trong vòng từ 5 đến 10 ngày, tùy thời gian truy soát.
Gần đây nhất thì có một cá nhân đăng bài trong nhóm Antifan Thủy Tiên phản ánh về việc có người quen đã chuyển vào tài khoản của nữ ca sĩ 188,8 triệu đồng là tiền quyên góp từ bà con Việt Kiều tại Séc thông qua ngân hàng Agribank từ ngày 11 tháng 11. Người này cho rằng Thủy Tiên đã thông báo khóa tài khoản nhưng vẫn nhận được tiền. Tiền vẫn bị trừ, phía Thủy Tiên vẫn nhận được. FC của Thủy Tiên muốn giải thích rõ ràng rằng tài khoản của Thủy Tiên không nhận được tiền. Về việc xử lý số tiền hoàn lại phụ thuộc vào phía ngân hàng chuyển và ngân hàng nhận. Ở đây là ngân hàng Agribank và ngân hàng Vietcombank, không liên quan gì tới Thủy Tiên. Chị VA cũng nên cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Việc ngân hàng trừ tiền trong các giao dịch mà tài khoản thụ hưởng đã khóa thì trách nhiệm hoàn tiền thuộc với ngân hàng, không phải là Thủy Tiên. Cho nên, việc chị rêu rao Thủy Tiên chưa trả tiền là thiếu kiến thức, xúc phạm danh dự và vu khống người khác. FC của Thủy Tiên chia sẻ. Theo thông lệ, xử lý hoàn trả các giao dịch hoàn tiền sẽ mất từ 5 đến 10 ngày, nên trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 11 cho đến ngày 21 tháng 11, chủ tài khoản chuyển 188,8 triệu đồng cho Thủy Tiên chắc chắn sẽ được hoàn trả. FC của Thủy Tiên có dẫn lại vụ việc của một mạnh thường quân đã chuyển nhầm 300.000 thành 300 triệu, nhưng sau đó đã bình tĩnh liên lạc với phía của Thủy Tiên nhờ chuyển trả lại và mọi việc đã được giải quyết một cách rất tốt đẹp. Chính vì vậy, việc cố tình định hướng, bẻ lái câu chuyện thành Thủy Tiên ăn chặn, lừa lọc là không thể nào chấp nhận được. Trên tinh thần nhân văn, FC tạm hiểu rằng thông tin chị đưa ra nhằm mục đích đứng lên thay mặt giúp cho bà con Việt Kiều Séc giải đáp thắc mắc và muốn rõ ràng sự việc. FC rất biết ơn tấm lòng của các anh chị Việt Kiều Séc đã nhớ về quê hương, đồng hành cùng với bà con miền Trung, đã tin tưởng Thủy Tiên thế nào thì mới quyết định gửi tiền vào số tài khoản của Thủy Tiên trong giai đoạn mà Thủy Tiên đã bị lập group anti. Tuy nhiên, bà con Việt Kiều tại Séc thì tin Thủy Tiên, còn chị VA thì không, đã dẫn đến ồn ào trên, đang có rất nhiều những bình luận xuyên tạc vu khống ảnh hưởng nặng nề đến uy tín và danh dự của chị Tiên. Là những người hâm mộ, FC có trách nhiệm bảo vệ chị khỏi những vấn đề đơm đặt, không đúng sự thật nên sẽ phối hợp song song với các bạn để cập nhật và làm rõ vấn đề trên, đến khi số tiền được ngân hàng hoàn trả về đúng chủ thể là anh hát. FC của chị Thủy Tiên bày tỏ. Hiện tại, FC của Thủy Tiên đang đề nghị những người đã tố Thủy Tiên ăn chặn tiền dù đã khóa tài khoản phải đăng bài xin lỗi vào nhóm chính anti-fan như cách đã chia sẻ thông tin xấu về nữ ca sĩ trong nhiều ngày qua. Bên cạnh đó, phải giải thích rõ ràng tại sao tiền đã được giao dịch hoàn trả vào ngày 3 tháng 11, ngày 5 tháng 11, ngày 16 tháng 11 nhưng vẫn liên tục bịa đặt thông tin để chửi Thủy Tiên.